Thưa quý vị, Bệnh viện Bạch Mai đã trải qua 110 năm xây dựng và phát triển, từ một nhà thương nhỏ bé đã trở thành bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước, một trung tâm y tế chuyên sâu, nhiều kỹ thuật ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới và trong khu vực. Đặc biệt là trải qua 4 đợt dịch COVID-19, những thầy thuốc áo trắng của bệnh viện đã không ngừng chi viện hỗ trợ cho các vùng tâm dịch. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày thành lập bệnh viện, xin gửi đến các y bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai lời chúc, lời cảm ơn chân thành vì những cống hiến trong suốt những năm tháng qua. Là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của Việt Nam, là tuyến cao nhất trong bậc thang điều trị của ngành y tế, Bạch Mai với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế được đào tạo chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm trong khám chữa bệnh cho nhân dân. Trải qua 4 đợt dịch COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai luôn có mặt tại khắp các mặt trận chống dịch, chi viện và hỗ trợ cho tuyến đầu. Các thầy thuốc luôn tận tâm, tận lực chăm sóc sức khỏe, điều trị cho người bệnh. Với bề dày lịch sử 110 năm hình thành và phát triển, Bạch Mai đã trở thành trung tâm y tế hàng đầu cả nước, là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế, chỉ đạo tuyến, nhận được nhiều bằng khen vinh danh của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế. Những cống hiến của các thầy thuốc áo trắng Bệnh viện Bạch Mai dành cho nền y học nước nhà luôn xứng đáng được trân trọng.